Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thông tin, khoảng 0 giờ ngày 27 tháng 8, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động tại công ty than vàng danh Vinacoming đã được tìm thấy. Đó là anh Phạm Tiến Dũng, sinh năm 1987, quê ở phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 26 tháng 8, tại phân xưởng khai thác 3, công ty than vàng danh thành phố Uông Bí đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 người bị vùi lấp. Sau đó, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp, lần lượt sinh năm 1988, 1990, 1993. Trong đó có 2 người quê ở tỉnh Thái Bình và 1 người quê ở tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tụt lở thang vùi lấp các công nhân đang làm việc. Sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng các sở ngành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.